Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp tất cả những đôi loa chép còi và những đôi chép dom các loại các bạn nhé. Mình sẽ tổng hợp báo giá để cho các bạn cùng biết. Bạn nào có nhu cầu cặp loa nào thì hãy nhớ model hoặc chụp lại màn hình gửi cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng đôi một các bạn nhé. Và đôi đầu tiên là đôi JBL đấy các bạn. Đôi JBL có cái model là 24/05/16 ôm bạn nhé. Rất là đẹp đây. Cặp này thì đang có giá là 12.200.000 các bạn nhé. Hôm trước là 12.500.000 mình đã giảm rồi. Đây chiếc thứ hai đây các bạn. Rất là đẹp. Mặt mũi 12.200.000 các bạn nhé. Và tiếp theo đó là cặp Pioneer đây. Cặp này rất là giống đôi BD100 các bạn nhé. To. Cặp này thì rất là đẹp. Mão này là cũng là kim loại luôn. PD100 thì mão này là mão nhựa. Nhưng con này là rất là đẹp đây. Mão dùng mão kim loại luôn. Và đằng sau đây từ Anico. Rất to các bạn nhé. Có cái model là PT-409F. Đó. Tiếng rất hay các bạn nhé. Cặp này là đang có giá là 4 triệu các bạn nhé. PT-409F từ Anico giá là 4 triệu. Và tiếp theo đó là cặp Maxolix. Maxolix có cái model là HT-15 các bạn nhé. Đó. Max là 40W các bạn nhé. Trở kháng 8 ohm. Từ rất là to, từ Anico từ rất lớn. Đằng trước là có mạ trắng các bạn nhé, rất đẹp đây. Cặp này mình sẽ giao lưu với giá là 4 triệu các bạn nhé. Maxomic HT-15. Đây các bạn, rất đẹp. Tiếng rất là hay các bạn nhé. Mình đã test hoàn hảo rồi, giá 4 triệu. Và tiếp theo đó là cặp Pioneer PT-6L các bạn nhé. Cặp này trở kháng 16 ohm và công suất 20W. Độ nhạy rất là cao, tiếng rất lớn các bạn nhé. Rất hay. PT-6L này mình xin giao lưu với lại giá là 4.200.000 các bạn nhé. Đây chiếc thứ hai đây. Những cặp loa mà 16 ohm tiếng rất là hay các bạn nhé. Cặp này màu vàng đồng rất đẹp, giá 4.200.000. Và tiếp theo đó là cặp Fortec FT-90H, công suất 50W, trở kháng 8 ohm. Từ Anico nhé, tiếng rất hay các bạn nhé. Cặp này giá 6 triệu. 6 triệu. Trước là mình có báo 6 triệu 2, giảm còn 6 triệu các bạn nhé. 6 triệu cho một cặp Fortec tiếng rất là hay. Công suất 50W. Giải tần lên đến 35.000 Hz các bạn nhé. Cặp Fortec này giá là 6 triệu. Và tiếp theo đó là đến cặp loa siêu chép còi của Pioneer. Đây các bạn. Model đây. TS-VO17A các bạn nhé. Con này công suất rất là lớn. Max là 150W cơ. Và công suất 50W. Từ 50W tới 150W. Tiếng rất lớn, rất hay. Rất đẹp các bạn nhé. Đây. Chiếc thứ hai đây. Mình đã test hoàn hảo nhé. Tiếng rất hay các bạn nhé. Pioneer TS-VO17A này mình xin giao lưu với giá 4.200.000 các bạn nhé.
Và tiếp theo đến cặp Fortech. Fortech này là Fortech FP40H các bạn nhá. FP40H 50W 8 ohm nhá. Made in Japan nhá. Một cặp loa tương đối là đẹp, họng đầu đạn. Tiếng rất là hay. Cặp loa Fortech FP40H này mình xin giao lưu với giá 4 triệu bạn nhé. Đây chiếc thứ hai đây. Giá 4 triệu cho cặp Fortech FP40H. Và tiếp theo đó là đến cặp loa Sony. Rồi bạn. Sony này là 8 ohm 20W các bạn nhé. Về 3 chiếc, nếu như bạn nào lấy cả 3 chiếc mình sẽ giao lưu với giá là 3 triệu. Còn bán cặp là 2 triệu 200 nghìn một cặp các bạn nhé. Có 3 chiếc, bạn nào mua 1 chiếc mình cũng bán, mua 1 cặp mình cũng bán, mà mua 3 chiếc thì là 3 triệu bạn nhé. Còn 1 cặp là 2 triệu 200 nghìn cho 1 cặp Fortech. À, cho 1 cặp Sony này nhé các bạn nhé. Sony này là 8 ohm 20W và tiếp theo đến thì cũng làm cặp Sony nữa. Đây các bạn. Sony này cũng 8 ohm 20W luôn. Made in Japan các bạn nhé. Đây họng đầu đạn đây. Cặp này mình xin giao lưu với giá 1 triệu 800 nghìn. Cặp này là cặp họng tròn, còn cặp này là cặp họng vuông các bạn nhé. Cặp họng vuông thì là 2 triệu 2 một cặp. Họng vuông là 2 triệu 200 nghìn một cặp, còn họng tròn là 1 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Đây họng tròn đây, 1 triệu 800 nghìn và chiếc bên thứ hai đây. Đây các bạn. 1 triệu 800 nghìn nhé. Và đến cặp thứ ba là cặp Coran. Cặp này cũng là từ Enico luôn các bạn. Đây. Coran, những cặp Coran cổ này nghe tiếng rất hay, từ Enico tiếng hay lắm các bạn nhé. Cặp này thì mình chưa giao lưu với giá là 2 triệu, cặp Coran này các bạn nhé. Giá 2 triệu. Cặp Coran này là tất cả là từ kim loại hết các bạn nhé. Và tiếp theo đó đến là đây là cặp Sansui. Đây là cặp chép còi nhé các bạn nhé. Chép còi của Sansui có model là T200 nhé. Cặp này từ Enico bọc vào nhé các bạn nhé. Và trở kháng là 16 ohm. Tiếng rất là bén các bạn nhé. Cặp này mình xin giao lưu với 1 triệu 600 nghìn các bạn nhé. 1 triệu 600 nghìn Sansui T200. Trở kháng 16 ohm. Một triệu 600 nghìn nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đó là đến đây cặp của Technic 5HH17G. Cặp này là 25W các bạn nhé. 8 ohm 25W. Rất đẹp các bạn nhé. Cặp này thì còn nguyên hộp nhé. Kia vẫn còn hộp của nó ấy nhé các bạn nhé. Đây hộp đây. Vẫn còn nguyên hộp. Cặp này mình bán đồng giá luôn với cặp Sansui kia là 1 triệu 600 nghìn các bạn nhé. 1 triệu 600 nghìn Technic 5HH17 các bạn nhé. 5H17G. 5H17G này là nó công suất nó là 25W. Và tiếp theo đó là hai cặp chép còi đây các bạn nhìn rất là đẹp nhé. Cặp này của Chio các bạn nhé. Cặp này mắc 60W. Rất đẹp, tiếng rất hay, rất lớn. Đây các bạn. Hai cặp này hai cặp này có giá là 1 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Cặp này Styco hình thức giống như Styco FHT6 cũng như là Fortech luôn. Tiếng như Fortech và thông số kỹ thuật cũng như Fortech, y chang Fortech luôn các bạn nhé. Rất đẹp, rất mới. Hai cặp này là giá là 1 triệu 800 nghìn một cặp các bạn nhé. Và tiếp theo đó là đến cặp Fortech
Đây cặp Fortec này rất là lớn các bạn ạ. Cặp Fortec này thì có cái model là PT48D. Củ này là hơn 9 phân các bạn nhé. Và mặt là hơn 12 phân. À, mặt hơn 12 phân. Trên 12 phân nhé. Gần 13 phân nhé. Cặp Fortec này thì mình giao lưu với giá đang có giá là 2.500.000 các bạn nhé. 2.500.000 cho cặp Fortec thì rất là đẹp, zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Và cuối cùng đó là cặp chép dom của hãng Sansui đây các bạn. Có cái model là T1001 nhé. 1001 các bạn nhé. Công suất 8 ohm Marijama, những cặp chép Sansui cổ đè tiếng rất là hay. Mình đã có test rồi, tiếng rất là tốt các bạn nhé. Cặp này mình xin giao lưu với giá 1.400.000. Bạn nào có nhu cầu cặp nào thì hãy liên hệ với mình nhé. Hải Hà Audio. Số điện thoại và Zalo là 0967165168. Mình ở Biên Hòa, Đồng Nai và mình ship toàn quốc các bạn nhé. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin thân ái, chào các bạn.